chào các bạn thân mến, mình là cô Đỗ đây. Sau một thời gian không chia sẻ với các bạn về những cái cấu trúc ba chữ hoặc là những cái gọi là gì nhỉ, cụm từ quán dụng ngữ mà người Trung Quốc thường xuyên dùng trong quá trình giao tiếp, thì ngày hôm nay Coco lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một video rất ngắn giúp các bạn sẽ nói một cách gọi là gì nhỉ, có hình có dạng khi mà các bạn giao tiếp với lại là người ta nhá. Ví dụ như là trong cái video sáng ngày hôm nay, khi Coco chia sẻ với các bạn đó là ni shǎo lái, ni shǎo kěi wǒ shuǎ huā yàng, cái cấu trúc này khi mà người ta nói ra cái câu này có nghĩa là thôi đừng giở trò nữa, đừng giở thủ đoạn nữa. Thế thì cái câu này khi mà ni shǎo kěi wǒ shuǎ hào shuǎ huā huā yàng thì người ta có nghĩa là câu này là bắt thóp được cái người đang gọi là gì nhỉ, đang toan tính rồi và đang âm mưu rồi. Thế và bây giờ thì Coco tiếp tục chia sẻ với các bạn mấy câu, một lát nữa thì mình cũng sẽ viết ở trong cái phần chia sẻ ở YouTube nhé. Thế và hy vọng là các bạn thích những cái cấu trúc như thế này. Ni shǎo lái, ni shǎo lái, khi mà bạn đi làm và đồng nghiệp cứ hay gọi là gì nhỉ, giở trò gian xảo hoặc là cố gắng để gài bẫy bạn ấy, và lúc này thì chúng ta có thể dùng một cái ngữ điệu và hơi đùa một chút, đấy là trong cái không khí nó nhẹ bớt đi thì nói ni shǎo lái, có nghĩa là thôi vừa phải thôi, tém tém lại, hoặc là ta biết rồi đấy, ni shǎo lái. Thế và tiếp theo là một cái cấu trúc đó là wǒ bù mǎi dàn de, hǎn bào qiàn, chắc wǒ bù mǎi dàn de. Cái này Coco đã từng nói với các bạn là có nghĩa là cái việc này tôi không tán đồng, tôi không ủng hộ cái việc này và tôi cũng không tham gia cái việc này. Wǒ bù mǎi dàn de, wǒ bù mǎi dàn de. Tiếp theo thì các bạn chờ một chút. Khi mà các bạn đang rất là bực mình và có những cái người mà cứ hay mon men đến để hỏi han rồi hoặc là làm cho mình cảm thấy càng bực mình hơn, càng khó chịu ấy, thì bạn có thể nói phán rần à quên, có nghĩa là đang bực mình đấy, cút, đang bực mình đấy, cút, phán rần à quên. Lúc này phải gay gắt lên các bạn nhé, phán rần à quên. Sau đó thì các bạn có thể nói thì quá muộn à, lúc này nói hơi có một chút giận hờn ở bên trong, tức là dỗi ở bên trong, thì quá muộn à, có nghĩa là thằng cu nhà mình nó hay nói với mình câu này, tức là mỗi một khi mà mình làm một cái gì đó và hơi quá đáng, rồi sau đó thì mình hỏi chuyện nó, thì tất nhiên là bạn ấy là người Việt Nam rồi, thì nhưng mà bạn ấy biết tiếng Trung và bạn ấy thỉnh thoảng quá muộn à, có nghĩa là mẹ đừng có mà gọi là gì nhỉ, đừng có. Câu này thì nó rất là khó dịch trong cái trường hợp này, ví dụ như chẳng hạn như là thôi mặc xác con ý, mặc xác, mặc kệ con đi. Thế và tất nhiên chỉ là trong trường hợp nói đùa thôi. Thán bù sàng, ta shì nǐ de hǎo péngyǒu. Hǎo péngyǒu mà thán bù sàng jiù shì wǎng shàng rèn shì. Thán bù sàng có nghĩa là chưa đến mức. Cậu với bạn ấy là bạn thân à? Nếu mà nói là bạn thân thì chắc là chưa đến mức, cũng là bạn quen ở trên mạng thôi. Thán bù sàng. Thán bù sàng shì ge hǎo rén, yě bù shì huài rén. Shuo de guo qu ba, hái ke yǐ. Nghĩa là ông ấy thì cũng chẳng tử tế gì, nhưng mà cũng chả phải người xấu, nói chung là cũng tạm tạm. Ba zì hái mèi you yì piě, ba zì mèi you yì piě. Câu này thì Coco thường xuyên nghe người Trung Quốc nói ba zì mèi you yì piě, có nghĩa là cái chữ bát ấy
一个一撇的呢，có nghĩa là ba chữ hay mấy y pia là vẫn còn chưa đâu với đâu cả. Ba chữ hay mấy y pia nì chí sầm mà. Có nghĩa là hai người vừa mới quen nhau xong thì mọi người đã tổ chức làm đám cưới rồi thì mọi người nói là ba chữ hay mấy y pia nên mình chí sầm mà. Nghĩa là còn chưa, hai đứa vừa mới quen nhau còn chưa đâu với đâu cả, đã vừa vội vàng là đám cưới làm cái gì. Rồi bái phổ, bái phủ, phủ thì ở đây có cái chữ âm ó đằng sau chúng ta, bái phổ. Bái phổ là cái gì, là ai à, gọi là gì nhỉ, gọi là thích thể hiện, gọi là khoe hoa hòe hoa sói. Ta bù shì gào phù shuài, dàn shì hěn xǐ huān zài chuān chī chuān chuān zhuō dǎ bàn dǒu fěi chǎng de bái phổ. Có nghĩa là khoe mẽ, thích khoe mẽ, thích khoe khoang, thích ra vẻ ta đây. Bái phổ. Rồi còn tiếp theo là trọi. Nhi trọi sao mà? Nhi trọi sao mà trọi à? Nhi trọi sao mà trọi à? Bía trọi là thôi đừng mà tinh tướng nữa, mày tinh vi cái gì? Mày tinh vi cái gì? Trọi là khoe khoang, là tinh tướng, là ra vẻ bá đạo. Sảo lái chơi thọc. Nhi sảo lái chơi thọc có nghĩa là thôi đừng có giở trò nữa. Sảo kế của sảo khoai nhàng, lúc đầu Coco nói rồi và hôm nay cũng có một video rồi, có nghĩa là thôi đừng giở mánh khóe ra, đừng giở trò nữa. Mấy rừng xiang xin tha tàu quẩy hoa. Mấy rừng xiang xin tha tàu quẩy hoa có nghĩa là chả có ai tin ba cái lời sảng của nó. Ôi bà nì, sẵn tôi thay học rồi. Trời ơi. Trời ơi, hóa ra mày là người như thế à? Thật là đáng tiếc. Tao đã nghĩ là mày là người tử tế, tao đã nghĩ tử tế vào mày cơ. Ôi bà nì, sẵn tôi thay học rồi. Hóa ra mày là thằng khốn nạn. Câu này nghĩa là như thế các bạn ạ. Và có rất là nhiều câu nữa ấy, các bạn. Trong khi mà người ta nói ấy, thì người ta ví dụ như là bái chậu y thẳng, rằng ổ bái chậu y thẳng có nghĩa là phi mất công, mất công đi một chuyến, mất công đi một chuyến. Trân sư hoàng, trân sư hoàng, quá chán, quá thất vọng. Chiển trứ là chiến trừ là, ôi thật sự luôn. Ok các bạn thân mến, hôm nay Coco vừa mới cắt tóc mới, cho nên là Coco chia sẻ với các bạn một video để thay đổi cái không khí của ngày mưa và gió nồm. Hôm nay ở dưới Ninh Bình nhà mình rất là nồm và có mưa phùn, thời tiết rất là khó chịu và thời tiết này rất là dễ ốm. Mình cũng phải mấy chục năm rồi, mình mới từ ngày mình đi học đại học thì bây giờ mình mới cắt tóc ở Ninh Bình. Thì có một cô bé hàng xóm là mới về làm hàng xóm nhà mình tầm mấy năm và mình có đi gội đầu ở đó một lần. Bởi vì cơ bản là mình cũng lười làm đi ra các tiệm ấy. Thế và hôm nay thì em ấy đã cắt tóc cho mình và cảm thấy rất là ổn. Mình nói rằng là tóc chị ngày nào cũng xuất hiện ở trên YouTube, cho nên là chị muốn thay đổi một chút thì em cắt ngắn đi cho chị thôi. Thì tất nhiên là cái với cái gương mặt béo quay béo cút của Coco thì chị có thể lựa chọn cái kiểu tóc che bớt đi những cái mỡ thừa ở trên mặt. Nhưng mà Coco cũng đã quen với kiểu tóc này rồi và cảm thấy mình khá là hợp với lại là kiểu tóc như thế. Thế và rất cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ Coco. Hy vọng là video mà Coco chia sẻ này sẽ giúp được các bạn có thêm một số những cái câu nói giúp các bạn nói tự nhiên hơn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, mình là Coco Đỗ.